Một thống kê gần đây cho thấy thì số người mắc các bệnh lý đường ruột ở nước ta hiện lên đến gần 10% so với của dân số. Và nếu như bạn cũng bị táo bón, tiêu chảy, viêm ruột hay là đại tràng, ăn không ngon, tiêu hóa kém thì đây sẽ là một tin vui. Đó là tâm huyết của một nhà khoa học Việt Nam đã lần đầu tiên làm chủ công nghệ sản xuất bào tử lợi khuẩn với các ưu điểm vượt trội hơn so với các thành phẩm hiện có trên thế giới. Mỗi ống dung dịch này chứa hàng tỷ bào tử lợi khuẩn, có khả năng ức chế, tiêu diệt, đào thải các vi sinh vật có hại trong hệ tiêu hóa của con người. Không phải ngẫu nhiên mà tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu về bào tử lợi khuẩn. Cái việc sản xuất ra sản phẩm bào tử lợi khuẩn, ấy, nó là cái mớ của các cái hãng dược ở trong và ngoài nước từ rất nhiều năm nay rồi. Khi mà tôi mới bắt đầu tiến hành nghiên cứu, thì tra ở trên Internet có rất nhiều các công ty trong danh sách sản phẩm người ta cũng đã có. Nhưng mà đến khi mà liên hệ trực tiếp hỏi thì thực ra người ta chưa có sản phẩm thực sự. Mà đấy là người ta đang trong quá trình nghiên cứu và người ta kỳ vọng một cái danh sách đấy nó vẫn cứ là trên giấy suốt thôi. Từ tâm huyết của mình, tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh đã cho ra đời bào tử lợi khuẩn Made in Việt Nam. Sống sót được trong môi trường axit của dạ dày và chịu được nhiệt độ lên tới 80 độ C, bào tử lợi khuẩn Made in Việt Nam mang đến giải pháp thực chất và bền bỉ hơn cho những người mắc bệnh đường ruột. Bên cạnh đó, đây cũng là công trình nghiên cứu 3 trong 1. Tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh đã làm chủ công nghệ bào chế bào tử lợi khuẩn, dạng nước, đa chủng và nồng độ cao. Sự kết hợp được nhận định là chưa từng có trên thế giới. Nó là đa chủng, nó có tới 3 chủng. Và 3 chủng ấy đều là những chủng có những ưu điểm riêng để rất là tốt cho cái hoạt động của hệ tiêu hóa. Đấy là một cái cống hiến và đấy là một cái người đi tiên phong cho một phần nào trong điều trị các cái nhiễm khuẩn đường ruột. Không chỉ mang lại cơ hội điều trị mới thực chất hơn cho những người mắc bệnh lý đường ruột, bào tử lợi khuẩn của tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh đã góp phần khẳng định vị thế của các nhà khoa học Việt Nam trên toàn thế giới.